trời mở ra, mở ra, mở ra. Chúa Thánh Thần ngự đến như hình bồ câu đầu xuống trên người, rồi tim Chúa Cha tuyên phán: đây là con ta yêu dấu, con đẹp lòng ta mọi đã. Xin cho chúng con là đoàn dân thánh được đổi mới, nhờ ơn Chúa dòng nước Thánh Linh tuôn tràn sức sống, cho chúng con một lòng vững chí để thi hành hành ý Cha. Các tầng trời mở ra, mở ra, mở ra. Chúa Thánh Thần ngự đến như hình bồ câu đầu xuống trên người, rồi tim Chúa Cha tuyên phán: đây là con ta yêu dấu, con đẹp lòng ta mọi đang. Anh chị em thân mến, vào những dịp cuối năm, nhiều người trong chúng ta có thói quen dành thời gian nhìn lại những việc làm trong năm cũ, những sai lầm cần sửa đổi, các kinh nghiệm cần ghi nhớ và những dự án cần thực hiện để đổi mới. Có những người nhìn lại rồi hối tiếc, lại có những người nhìn lại với tâm tình tạ ơn. Dĩ nhiên cũng có những trải nghiệm khiến chúng ta bị tổn thương. Tất cả đều là kinh nghiệm. Với các bài học đã xảy ra trong năm qua, nhất là nỗi sợ hãi do đại dịch COVID-19 gây ra, khiến lòng chúng ta còn hoang mang. Tuy là như thế, nhưng chúng ta vẫn hy vọng hướng về tương lai, mong chờ nhiều cơ hội mới sẽ diễn ra với những giải pháp thật tốt đẹp sẽ xảy đến. Như vậy, thời gian giao thừa này thật thú vị. Đó là thời gian thay cũ đổi mới. Đức Giêsu cũng đã trải qua kinh nghiệm này. Trong cuộc đời của Người thì biến cố lĩnh nhận phép rửa hôm nay đánh dấu một bước ngoặt lớn. Nó có thể được coi như là sự kiện kết thúc quãng đời ẩn dật và báo trước cuộc sống công khai của Đức Giêsu. Kể từ hôm nay, Người bắt đầu sứ vụ giảng dạy và chữa lành, một sứ vụ sẽ kết thúc bằng cái chết trên thánh giá sau này. Thật vậy, qua việc đón nhận phép rửa bởi Gioan, Đức Giêsu đã tỏ cho chúng ta thấy mối dây liên đới của Người với toàn thể nhân loại đang trông chờ ơn cứu độ. Khi làm việc này, Đức Giêsu đã nói lên tính hòa đồng giữa Người và chúng ta. Người đàn chấp nhận mất tất cả và trở thành một người như chúng ta. Ngoài ra, với hành động tự hạ của Người, Đức Giêsu đã hàm ý loan báo cho chúng ta biết về phép rửa bằng chính sự chết của Người trên thánh giá. Đó chính là phép rửa mà Người sẽ vui lòng nhận lãnh để làm trọn vai trò của Người tôi tớ đau khổ mà Thiên Chúa sai đến để cứu độ muôn dân. Vì tình yêu, Đức Giêsu đã hoàn tất ý định của Thiên Chúa và đồng ý đi đến cùng, cho dù phải đón nhận phép rửa bằng máu trên thánh giá để xóa bỏ tội lỗi của chúng ta. Hơn thế nữa, theo các nhà chuyên môn thánh kinh, thì việc Đức Giêsu đã hạ mình xuống, chấp nhận thân phận tội nhân để xin Gioan tẩy giả làm phép rửa mang một ý nghĩa, là qua đó Người đã thăng hoa nước và ban cho nước một hiệu quả kỳ diệu. Đó là phương thế để trao ban ân huệ. Hay nói cách khác, chính nhờ việc chấp nhận chia sẻ thân phận của hàng ngũ tội nhân hôm nay và hành vi dâng hiến trọn vẹn sau này trên thánh giá, Đức Giêsu đã thiết lập bí tích rửa tội. Như vậy, phép rửa mà Đức Giêsu đón nhận bên bờ sông Giô-đan bởi Gioan Tẩy Giả mang đến một ý nghĩa mới đầy đủ và thiêng liêng hơn. Qua biến cố này, căn tính của Đức Giêsu được lộ diện. Thần khí đã xuống trên Người bằng hình chim bồ câu. Hơn thế nữa, trong lúc tự hạ mình xuống như vậy, Người đã được Chúa Cha nâng lên qua lời xác nhận: này là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng.
cho chúng con hết lòng lo sống đẹp vì Chúa, để tình yêu dạt dào tháng năm luôn hằng tươi thắm, cho chúng con nên được sống Chúa, sống trọn tình không úa phai. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, với chúng ta cũng thế. Kể từ khi lãnh nhận biết tiết rửa tội, chúng ta cũng đã được Chúa Cha nhận làm con cái của Người. Những gì mà Thiên Chúa đã nói với Đức Giêsu trong nghi lễ thân tẩy hôm nay cũng là điều mà Chúa Cha muốn nói với mỗi người chúng ta. Đó là qua biết tiết rửa tội, chúng ta không chỉ sạch mọi tội khiên mà còn được diễm phúc là thành viên trong gia đình của những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Trong biết tiết rửa tội, chúng ta đã được ghi ân tín và trở thành con Thiên Chúa, thuộc về gia đình của những người môn đệ của Đức Giêsu. Phép rửa không chỉ là một nghi thức, nhưng đó là các thức mà Thiên Chúa đã dùng để xác định rằng chúng ta thuộc về cộng đoàn tín hữu, những người môn đệ dấu yêu của Người, tập thể của những người con mà Thiên Chúa yêu dấu, và dĩ nhiên chúng ta cũng cố gắng làm vui lòng Người. Vì thế, tuy rằng chúng ta lĩnh nhận bí tích này chỉ một lần trong đời, nhưng căn tính được ban tặng cần được phát triển mãnh liệt trong cuộc sống thường ngày của mỗi người chúng ta. Hôm nay khi mừng lễ Đức Giêsu chịu phép rửa, Hội Thánh mời gọi chúng ta nhìn lại cuộc sống, tuyên xưng lại niềm tin và quyết tâm sống trọn lời tuyên hứa trong ngày lĩnh nhận bí tích rửa tội của mỗi người. Từ đó, chúng ta có nhiều cơ hội sống tốt hơn, thiện hảo hơn, sống đúng theo yêu cầu mà Đức Giêsu đã tỏ bày cho chúng ta là những môn đệ chân chính của Thầy. Và cho dù vô tội, nhưng hôm nay Đức Giêsu đã hòa mình vào dòng chảy của những con người tội lỗi để thay thế chúng ta, thì giờ đây, qua bí tích rửa tội, chúng ta được mời gọi mặc lấy Đức Kitô, trở nên một với Đức Kitô. Có nghĩa là qua bí tích rửa tội, chúng ta được mời gọi trở thành một Đức Kitô khác. Vì thế vẫn biết rằng chúng ta chỉ được rửa tội một lần trong đời, nhưng trong cuộc sống thường ngày chúng ta phải sống và giữ lời hứa rửa tội trong suốt cuộc đời. Có nghĩa là bước vào con đường của Người, mặc lấy cuộc sống và sứ vụ của Người, càng ngày càng trở nên giống Đức Kitô hơn. Và từ đó, chúng ta chính là tin vui mà chúng ta cần đem đến cho thế giới hôm nay qua bí tích rửa tội. Amen. Các tầng trời mở ra, mở ra, mở ra. Chúa Thánh Thần như đến như hình bồ câu đầu xuống trên Người, rồi tiếng Chúa Cha tuyên phán: Chúa Cha tuyên phán.